Chào cả nhà nha, hôm nay thì kênh Thai TV xin tiếp tục gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn những cái nhận định trước trận đấu lịch thi đấu và cái thông tin về cái kênh trực tiếp trận đấu giữa U20 Bhutan gặp U20 Bangladesh trong khuôn khổ vòng loại U20 châu Á năm 2023. Trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 22 giờ ngày hôm nay, ngày 12 tháng 9 năm 2022, và hiện tại bây giờ thì chưa có kênh nào phát sóng ở Việt Nam phát sóng được cái trực tiếp được cái trận đấu giữa U20 Bhutan và U20 Bangladesh, cho nên là chưa có thể nào mà gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn cái đường link để mà xem trực tiếp được. Mà quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh Thai TV để mà cập nhật những cái thông tin về cái kết quả trận đấu giữa U20 Bhutan và U20 Bangladesh cũng như là diễn biến của trận đấu này nha quý vị. Lý do vì sao mà chúng ta nằm khác bảng với lại là các cái đội khác mà chúng ta nên quan tâm, vì là nếu như mà Việt Nam của chúng ta mà không may ở cùng bảng với lại là Indonesia mà chúng ta xếp vị trí thứ hai đấy, thì chúng ta phải so sánh các vị trí thứ hai của các bảng khác, vì vị trí thứ hai là cái vị trí không chắc chắn để mà có vé dự vòng chung kết U20 châu Á năm 2023 nha quý vị. Vì là có 10 bảng mà chỉ lấy 5 bảng, tức là 5 đội có thành tích tốt nhất để mà vào được cái vòng chung kết U20 châu Á năm 2023 mà thôi. Tức là nhì bảng á, là có 5 đội có thành tích với vị trí nhì bảng tốt nhất thì mới vào được. Cho nên là Thai TV khuyên tất cả quý vị và các bạn cũng nên quan tâm tới tất cả các cái trận đấu còn lại của vòng loại U20 châu Á năm nay nha quý vị. Và bây giờ thì Thai TV cũng xin gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn những cái nhận định trước cái trận đấu giữa U20 Bhutan gặp U20 Bangladesh như sau. Vào đêm nay thì U20 Bhutan và U20 Bangladesh sẽ chạm trán với nhau trong khuôn khổ là vòng loại U20 châu Á năm 2023. Ở trận ra quân thì U20 Bhutan có khởi đầu suôn sẻ với chiến thắng 2-0 trước U20 Nepal. Trong khi đó thì U20 Bangladesh bị U20 Bahrain cầm hòa không bàn thắng ở trong một cái thế trận mà họ đã áp đảo hoàn toàn gần lớn cái thời gian thi đấu. Bảng B, ngoài U20 Bhutan và U20 Bangladesh, còn 3 đội khác góp mặt là U20 Bahrain, U20 Qatar và U20 Nepal. Trong số này thì U20 Qatar được đánh giá cao nhất vì được đầu tư bài bản. Vì vậy, 4 đội còn lại đều phải căng để tranh cái suất nhì bảng là hợp lý hơn. U20 Bhutan cần phát huy tinh thần hưng phấn sau cái trận ra quân. Thì Thai TV hy vọng rằng cái trận đấu này sẽ ở cái trận ra quân á, ở cái trận ra quân nha, thì U20 Bhutan đã có được chiến thắng, trong khi đó thì U20 Bangladesh lại bị Bahrain cầm hòa. Thì tôi nghĩ rằng mong các cổ động viên Việt Nam của chúng ta nên mong cho U20 Bangladesh cầm hòa, có tỷ số hòa trước U20 Bhutan, hoặc giả là Bangladesh sẽ thắng Bhutan, thì lúc đó sẽ níu kéo lại cái số điểm, nó có cái sự hạn chế với nhau. Lúc đó Việt Nam của chúng ta sẽ tìm cách thắng càng đậm càng tốt những cái đối thủ còn lại, và sau đó chúng ta sẽ đấu một cái trận quyết chiến với lại là Indonesia. Và nếu như vậy thì chúng ta chỉ cần một cái trận hòa với Indonesia thì chúng ta sẽ gần như chắc chắn có cái tấm vé đi tiếp. Nói chung bóng đá thì hiện tại bây giờ Việt Nam của chúng ta chưa đá, cho nên là chưa có nói trước được điều gì. Nhưng mà chúng ta phòng thủ từ bây giờ, chúng ta nói chung là chúng ta càng làm bằng mọi cách, cổ vũ bằng mọi cách để mà cho U20 Việt Nam của chúng ta tiến vào càng sâu cái giải đấu và vào được có cái tấm vé dự được cái vòng chung kết U20 châu Á năm 2023 là tuyệt vời. Đó chính là những cái chia sẻ của Thai TV đến cho tất cả quý vị và các bạn trong cái trận đấu giữa U20 Bhutan gặp U20 Bangladesh. Và bây giờ thì Thai TV cũng xin gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn cái lịch sử đối đầu. Thai TV sẽ dự đoán cái trận đấu này có phần thắng 2-0 nghiêng về U20 Bangladesh trước U20 Bhutan nha quý vị và các bạn dự đoán như thế nào, thì hãy comment phía bên dưới video này để mà đón nhận những cái phần quà từ Thai TV. Nếu mà quý vị nào mà đã đăng ký nhanh nhất, sớm nhất và chính xác nhất thì sẽ được Thai TV tặng một cái phần quà trị giá 150.000 nếu như mà mua hàng tại cửa hàng Thai TV nha quý vị. Và bây giờ thì Thai TV cũng xin gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn phong độ lịch sử đối đầu giữa U20 Bhutan và U20 Bangladesh. Về phía U20 Bangladesh
thì các trận gần nhất, ngày 11 tháng 9 năm 2022 thì Bahrain đã hòa với lại là Bangladesh với tỷ số là 0 đều. Ngày 5 tháng 8 năm 2022 thì Ấn Độ đã hòa với Bangladesh với tỷ số là 2 đều. Ngày 27 tháng 7 năm 2022 thì Ấn Độ đã để thua Bangladesh với tỷ số là 1-2. Ngày 25 tháng 7 năm 2022 thì Sri Lanka đã thua Bangladesh với tỷ số là 1-0. Ngày 24 tháng 10 năm 2011 thì Thái Lan đã thắng Bangladesh với tỷ số là 5-0. Đó chính là cái phong độ của Bangladesh 5 trận gần nhất. Nói chung, nếu mà để thua Thái Lan 5-0 thì Bangladesh có thể nói là không phải là đối thủ của Việt Nam của chúng ta ha quý vị. Bhutan, các trận gần nhất của Bhutan như sau. Ngày 10 tháng 9 năm 2022 thì Bhutan đã thắng Nepal với tỷ số là 2-0. Và các cái trận đấu còn lại thì hiện tại bây giờ Thái TV chưa có cập nhật được, cho nên chưa gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn được. Mong tất cả quý vị và các bạn thông cảm nha. Và bây giờ thì Thái TV cũng xin gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn thêm một cái thông tin. Đó chính là nói về cầu thủ Quang Hải của chúng ta ở PAOC. Quang Hải dự bị PAOC vẫn nhận thống kê thất vọng ở League 2. Những con số thống kê từ đầu mùa chỉ ra rằng PAOC chính là đội bóng có hàng công và hàng thủ nằm nhóm tệ nhất ở League 2. Trong những một trong những yếu kém nhất của PAOC chính là tới từ vị trí trên hàng công. Các tiền đạo của đội bóng này ghi được khoảng về 6 bàn thắng và chỉ hơn duy nhất đội bóng, một đội bóng hiện tại bây giờ ở League 2, đó chính là Grenoble với 5 bàn thắng. Tiếp đó, độ hiệu quả trong những lần ra chân của Quang Hải và các đồng đội cũng không thật sự ấn tượng, khi họ chính là đội có số lần dứt điểm trúng đích ít nhất tại League 2 với 19 lần sau 7 vòng đấu. Cũng như trên hàng công thì PAOC còn thiếu sự đa dạng về cầu thủ làm bàn. Chỉ có 3 cầu thủ của huấn luyện viên Diego Tholos lập công tổng 6 bàn toàn đội ghi được. Cụ thể là Sivet, cái cầu thủ mà chơi đúng vị trí của Quang Hải đã ghi được 4 bàn. Bena ghi được 1 bàn và Basomina đã ghi được 1 bàn. Đấy, nói chung Savet có một cái phong độ cực kỳ ấn tượng khi mà đã ghi được tới 4 bàn. Và đây là cái vị trí chính, anh chơi trùng chính cái vị trí của Quang Hải luôn nha. Ở hàng thủ của PAOC tiếp tục bộc lộ những hạn chế của mình. Với 13 lần phải vào lưới nhập bóng, đội bóng của của Quang Hải chính là trong 3 câu lạc bộ nhận nhiều bàn thua nhất tại League 2. Một trong những lý do khiến đội chủ sân Note Cam để thua quá nhiều là do họ để cho đối thủ có nhiều khoảng trống dứt điểm. PAOC nằm trong nhóm những đội nhận nhiều cú sút trúng mục tiêu nhất khi các đồng đội của Quang Hải bị đối phương bắn phá không thành tới 34 lần. Đây là những cái thống kê thật sự là rất là tệ, và hy vọng rằng những cái vòng sau câu lạc bộ PAOC, huấn luyện viên Diego Tholos của câu lạc bộ PAOC sẽ tin tưởng Quang Hải và sẽ tung Quang Hải vào sân và sẽ tỏa sáng giúp cho PAOC vượt qua những khó khăn như hiện tại. Và bây giờ thì Thái TV cũng xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn những cái video gần nhất. Quý vị và các bạn nghe cái thông tin hay bổ ích thì quý vị và các bạn hãy cho Thái TV một like, một comment, một share, một subscribe để kênh được phát triển, tạo động lực làm những video thưởng thức mới nhất tiếp theo. Quý vị nào có nhu cầu mua loa kéo di động, thiết bị âm thanh karaoke hay là các bộ hát live stream thì hãy liên hệ với Thái TV qua số điện thoại 0939732349 để được tư vấn miễn phí và được giảm giá 20% đến cho tất cả quý vị khán giả nào đã đăng ký ủng hộ kênh Thái TV trong thời gian vừa qua. Và bây giờ xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.